Chiều ngày 5 tháng 6 tại nhà triển lãm mỹ thuật 16 Ngô Quyền Hà Nội, Câu lạc bộ nghệ sĩ trẻ Hội Mỹ thuật Việt Nam đã khai mạc triển lãm đầu tiên trong năm 2020 mang tên Mời bạn vào. Triển lãm mang tới cho người xem những tác phẩm giàu năng lượng sáng tạo qua cảm nhận và góc nhìn của những nghệ sĩ trẻ. Triển lãm Mời bạn vào trưng bày 30 tác phẩm của 23 tác giả với nhiều chủ đề khác nhau, từ thiên nhiên, đồ vật, con người. Mỗi tác phẩm là một sự thể hiện, soi chiếu và những tâm sự giải bày chia sẻ từ trải nghiệm trong cuộc sống giữa các mối quan hệ của cá nhân với xung quanh, như tác phẩm Đấu trường của Phạm Vũ Hồng Hưng, Chim chỉ Phượng Hoàng của Nguyễn Thanh Thủy hay Tiền ảo của Đoàn Thường. Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm cho thấy sự phong phú về chất liệu và cách thể hiện. Qua đó, Mời bạn vào giúp kiếm tìm những gương mặt mới, bao gồm cả sinh viên và người hoạt động nghệ thuật tự do, nhằm xây dựng, mở rộng và tạo ra những cơ hội cùng sân chơi mới để cổ vũ tinh thần nghệ thuật cho các nghệ sĩ trẻ. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 19 tháng 6 năm 2020.